Chà, bây giờ chúng ta sẽ học về từ vựng về tính từ. Vừa nãy chúng ta đã học về động từ rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta học về tính từ nhé. Ok. Chà, đọc theo thử nhé. 크다, 크다, 작다, 작다, 많다, 많다, 이 là 적다, 적다. Ok. 자, chúng ta xem từ vựng này một chút nhé. Nhiều. Nếu mà cứ đọc theo từ vựng thì 많다, 많다 đúng không nào? Nhưng mà chúng ta phải đọc phát âm như thế này nhé. 많다. Ok. Các bạn chú ý nhé. Chờ, đọc theo theo nhé. 많다. 많다. Không phải 많다, 많다 nhé. Ok. Hiểu chưa? Ok. Chúng ta học tiếp nhé. Tốt và được. 좋다. 좋다. Xấu tồi. 나쁘다. 나쁘다. Thú vị hay. 재미있다. 재미있다. Không hay, không thú vị. 재미없다. 재미없다. Ok. Thầy giải thích từ vựng một chút nhé. Chà, xấu là 나쁘다. Nhưng mà cũng là có những trường hợp sử dụng từ vựng xấu. Chả, ví dụ bằng ngoại hình xấu chẳng hạn, lúc đó chúng ta sử dụng từ vựng khác. Ví dụ nhá, nếu mà ngoại hình xấu thì chúng ta phải viết là 못생겼다. Chả, đập theo thở nhá. 못생겼다. 못생겼다. Đó là xấu khi nói về ngoại hình xấu. À, bạn này xinh nhỉ? Và bạn kia ngoại hình xấu nhỉ? Lúc đó từ vựng xấu ý nghĩa là 못생겼다. Ngoài ra một tính cách xấu hay là một hành động xấu vân vân vân. Tất cả dịch là 나쁘다. Ok, các bạn phải viết nhau nhé.